hoặc bảo vệ chủ đề phía sau. Đi theo thầy Minh Tuệ hả? Đi theo thầy hả? Ý đi bây giờ đi theo thầy hả? Dạ, đi một đoạn nữa, chừng nào cảm thấy. Ý là chị ở đâu vậy? Ở người Kiên Giang. Kiên Giang hả? Ủa sao lại ra đây? Ra sống ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Dạ. Nhưng mà ý là bây giờ sao chị lại muốn đi theo thầy? Từ Quảng Ngãi ra đây, từ Quảng Ngãi ra đây. Ủa từ Quảng Ngãi ra đây? Bây giờ muốn đi cùng với thầy. Nhưng mà đi ý là một đoạn rồi, nhưng mà lúc nãy em thấy chị đi với xong mà chị mệt lắm mà chị vẫn cố đi đúng không? Dạ. Em đang quay lại kiếm chị, em không thấy chị đâu. Dạ. Em đang bảo là chị có thể đứng lại nói chuyện em xíu không? Dạ. Ý là nãy giờ chị đi từ đoạn nào á? Đi trường tiểu học Tân Thủy. À, xong rồi đi ra đây xong bắt đầu bây giờ đi theo thầy. Ê, sao chị đi kịp? Không đi kịp mà cảm thấy mình đi theo cái bước chân của thầy và cảm thấy vui hạnh phúc. À, đi theo bước chân của thầy. Bởi vì lúc nãy là em rõ ràng em thấy là có một người đi phía sau cùng rất là mệt, chị rất mệt rồi đúng không? Dạ. Nên là em đang quay lại phía sau em kiếm chị, em bảo là ủa sao chị lại đi cùng với thầy Minh Tuệ? Ý là chị từ Kiên Giang ra đây hả? Dạ. Ủa ý là sao? Nhưng mà chị sinh sống ra Cao Mãi, Quảng Ngãi sinh sống. À. Nhưng mà hôm nay chị đi Quảng Bình chị làm việc. À. Rồi chị thấy thầy Minh Tuệ sao mà đi cùng? Dạ. Nói chung là em thấy là lạ mà ủa sao chị kia sao mệt sao không nghỉ? Em, lúc nãy chị mệt lả nhưng muốn ngất xỉu đâu. Em sợ chị xỉu. Thế là em đang muốn đi, em bảo là ủa thế dạ, giá lại uống chai nước. À là bây giờ mới tiếp tục đi tiếp, thế bao giờ mới kịp thầy Minh Tuệ? Dạ. Bao giờ mới kịp, bao giờ mới đi kịp được? Bây giờ mới về hả? Ý là bao giờ chị mới đi kịp được thầy Minh Tuệ? Mới kịp đó hả? Ừ. Không biết gì, không thể kịp nổi đâu. Không thể kịp nổi. Là ý là chị sẽ đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ đến đâu? Dạ, không biết nữa. Cái nguyện vọng của chị là như thế nào? Chị đi chừng nào cảm thấy muốn quay về thì quay. Con chị quay về đâu? Chị quay ra ngoài Quảng Bình. Quảng Bình. Chị làm một công việc ở ngoài Quảng Bình. Chị làm gì ở ngoài đó vậy? Chị làm bên tàu ghe. À bên tàu ghe. Vậy là bây giờ chị sẽ đi bộ cùng với thầy Minh Tuệ. Khi nào mà mệt quá thì chị quay về. Dạ. Trời ơi, chị có mang theo đồ không? Dạ không. Thế mà tối đây ví dụ như thầy Minh Tuệ nghỉ trong kia sao chị ở trong đấy được không? Nếu mà tối nay mà chút nữa lội không nổi có thể quay về. Là mình đi lúc nào đó mình quay về. Bất cứ lúc nào thôi. Là ý là chị theo thầy Minh Tuệ thì chị muốn cái điều gì ở thầy Minh Tuệ? Ngưỡng mộ thầy, yêu thầy, nghĩ thầy như là một đức Phật vậy. Em thấy tại vì em thấy chị là không đi cùng mà chị đi phía sau. Thì ý là chị có thể chia sẻ là tại sao chị lại đi phía sau? Chị đi phía sau là tại vì cái thứ nhất á, mình không có đi ngang hàng được á. Chị hồi nãy cũng có đi ngang một đoạn là để chị quay thôi. Chị quay khoảng chừng 7 phút rồi chị tắt. Đặng chị lấy cái đoạn đó lại để làm kỷ niệm. Rồi là chị sẽ tắt rồi là chị bỏ vô bóp là chị đi phía sau. Trời. Đi phía sau là giống như mình được dẫm lên chân của Phật. Là chị cứ đi phía sau cái bước chân của thầy Minh Tuệ. Dạ. Bởi vì hồi nãy em cũng thấy em bảo là ủa lúc nãy có một chị đi sau mà không thấy nữa mà không biết là chị đấy ở đâu đến. Rồi là em muốn quay lại em tìm mà em không tìm không thấy. Dạ. Em lại thấy chị đứng bên kia đường. Dạ. Rồi em mới thấy lạ lạ. Hóa ra là chị đi phía sau giống như kiểu là chị đang bước chân theo bước chân của thầy Minh Tuệ. Rồi bây giờ chị lúc nào mà mệt quá thì chị sẽ quay về. Dạ. Là chị từ trong Kiên Giang ra đây để mục đích đây là gặp thầy hay là chị đi ra để làm việc xong vô tình gặp thầy đi cùng thôi? Chị ở người Kiên Giang nhưng mà chị sinh sống ở Quảng Ngãi. Là dập ra đây ở đây luôn. Nhánh ở Quảng Bình. Ra chị ra vô. Vâng. Là hôm nay thì biết tin thầy đi qua đây nên là chị đi cùng với thầy luôn. Đi với chồng chị bằng xe con. Chồng chị ảnh đi đường cao tốc mới chạy hút qua đây đi. Rồi cái ghé đằng kia thì từ chỗ chồng chị ghé xuống cho chị đi lại đây là gần 1 giờ. Vậy thì ý là chị có xem theo dõi thầy không mà chị biết được thầy đi qua đây mà chị đi cùng? Có chứ, cảm thấy mình xem rồi mình yêu quý á. Mình muốn gặp bởi vì là bên Phật là bên Phật là phải nhìn thấy chứ không phải là nghe đúng không? Nhìn thấy thì nhìn thấy mới tin. Mình cũng đã nghe hết rồi. Nhưng mà khi chị thấy thầy đang đi như vậy chị có cảm thấy giác như thế nào? Cảm thấy thương. Thương đúng không? Tại vì nãy chị có bỏ chân không chị đi. Chị đi được chi nổi không? Chị mang giới chị đi. Cảm giác mới vừa khỏi ra luôn. Đó em đúng rồi, lúc em thấy chị bỏ dép ra luôn đúng không? Dạ, bỏ ra dép lại luôn. Cái cảm giác mà đi giới như thế nào? Nắm gá lúc đó là yếu cái chân lại luôn. Đi nổi chân chị đã đi thử rồi. Chị đi thử. Dạ, nó nóng mà cảm thấy nó yếu cái chân mình lại. Như cái buổi chiều ở trong nhà là 39 độ rồi ra ngoài phải trên 40 độ. Đấy phải 45 độ. Như là chị muốn đang thử cảm giác giống như cái bước chân của thầy đi đúng không? Bởi vì hồi nãy em đang đi trên đường. Cũng không muốn thử. Muốn đi vậy thôi. Bởi vì chị biết tại sao em lại quay lại kiếm chị bởi vì em đi tốt ở trên kia rồi. Nhưng mà em nhận thấy một điều lạ. Em bảo tự nhiên em thấy một chị đi phía sau thầy mà lại đi không đi cùng mà đi phía sau, mà bỏ dép đi luôn. Nên em đã quay lại để em kiếm mà em không thấy chị đâu. Nên là bây giờ khi mà em thấy rằng là em bảo là ủa, ở trường tiểu học Hưng Thủy là lúc đó là bắt đầu đi cùng thầy. Dạ dạ, xếp pháp cùng thầy. Là đi từ nãy giờ rồi mà chị cảm thấy mệt chưa? Mệt, thở nổi đúng không? Bởi vì lúc nãy em có nói rằng là em phải quay lại kiếm cái chị này, xem là chị ở đâu mà sao mà đi dữ vậy, mà đi phía sau không à? Đó thì em thấy có một cái điều gì đó lạ lạ, đó là chị cũng đi đuối là không theo kịp nữa. Chị đi nó sẽ bị chuột rút nữa. Dạ. Chị cố gắng nha. Là hôm nay chị cũng có nghĩa là đi mình thử để đi cùng với thầy Minh Tuệ. Dạ. Và là thì mình cũng nghĩ là mình nắm rồi, tại vì thường thường mình cũng bước ra cái lộ mình cũng biết là vâng, mình nhảy dựng luôn chứ. Và ý là em thấy chị mặc bộ đồ này thì chị cũng có theo bên Phật không? Chị học Phật hay là học gì không? Dạ không có học Phật gì hết. Là chị có cái là mình trong lòng mình tôn kính thôi. Đi quy y thôi. Chứ chưa có học Phật. Là mình cũng có một cái niềm gọi là mình yêu thích cũng như là mình tin vào Phật thôi. Dạ, mà khi mà biết về thầy Minh Tuệ như vậy thì chị lại cảm thấy là tin hơn. Vâng, nên là hôm nay là thấy thầy đi qua là chị đã đi theo. Tin mà cảm thấy hạnh phúc nhất là chị đã xúc động mà không nói lên lời. Chị đã rơi nước mắt rồi mọi người ạ. Chị có thể nhận cái cơn xúc động thì lại để chia sẻ cho anh em YouTube được biết ạ. Là hồi nãy là em thấy chị đồng hành là cũng theo thầy là được 5 cây số rồi. Và chị cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được đi đồng hành cùng với thầy. Là những cái nhiều người á. Vâng. Phải phát nguyện nhiều hơn. Suy nghĩ về tâm mình nhiều hơn. Làm chuyện tốt nhiều hơn. Như vậy là thầy Thích Minh Tuệ đã đi độ người chưa? Dạ độ người. Độ người rồi đó, đúng chính xác. Em cũng gian trải là thường là gian trải như vậy. Gian trải mọi người yêu thương nha. Vâng, là hôm nay khi mà một điều gì chị có cảm nhận được một cái điều gì đó mà chị cảm thấy rất là tội thầy Minh Tuệ không? Tội. Trời nắng như thế này mà đôi chân của thầy thì cũng da có thịt mà đúng không? Đâu phải là một người mình đồng da sắt. Mà đi dưới trời nóng ở đây là hơn 40 độ mà đi dưới cái trời nắng chang chang như vậy. Mà nếu như để một người bình thường mà có sức khỏe thì đi như vậy cũng rất là khó khăn, mà thầy thì lại rất nhỏ bé. Em nghĩ cái cảm giác mà khi mà đi mà tới mà cái chân mình nó bị chai đó là nó đã quá rồi. Chỉ có 102. Chị đã biết đến thầy Minh Tuệ từ khi nào? Chị mới biết một tuần nay thôi. Một tuần nay. Chị mới biết. Chị mới biết chiều nay. Một tuần nay thôi. Một tuần nay. Dạ. Trước là chị không có xem. Dạ không. Và là chị thấy thầy đi qua là chị bắt đầu chị đi cùng. Thì ở Kiên Giang nhưng mà em sinh sống thì ở Quảng Ngãi. Em cũng làm việc ở ngoài Quảng Bình. Thì tiện ở đây là đi có duyên gặp thầy, tức là ở Quảng Ngãi. Không, trong lòng cũng muốn đi từ sáng rồi. Định đi với chồng với mấy anh em trong nhà. Nhưng mà nghĩ đi buổi sáng như gì mới thể gặp được. Rồi mấy anh em trong nhà thì đi buổi tối rồi, đi buổi tối thì không thể gặp. Nên là chị đợi hả? Đợi thầy. Em mới nói là anh chồng đi ban ngày đi làm cho em gặp thầy. Nhưng mà anh chồng anh đi đường bên kia. Đường tránh, gọi đường tránh có hai đường. Đi đường cao tốc á. Em phải ghé đằng kia, em phải đón xe quay lại một tiếng mấy nữa. Không tới tiếng, khoảng 5 là bây giờ mới được đi đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ. Em không có đi cùng hết đường. Em cảm thấy rằng nào em mệt em đuối thì em đón xe lại quay về nhà gần đây mà. Đó, thì em bây giờ chị thôi bây giờ cũng chia sẻ với chị nãy rồi thì tiếp tục chị sẽ đồng hành hay sao? Bây giờ chị tiếp tục đồng hành không hay là chị quay về? Thế bây giờ chị tiếp tục đồng hành với thầy không hay là chị sẽ quay về bây giờ? Dạ đi chừng nào tôi cảm thấy muốn quay về trong lòng. Thôi rồi, rất là giỏi. Rồi em chị rồi em chúc chị rồi đó, ok. Chị xin phép nói với chị một chút là thầy đi khoảng chắc khoảng tiếng thầy nghỉ rồi. Chị đi cố gắng được một tiếng còn mẹ. Dạ. Nghỉ tối đấy. Dạ em nghĩ gì đó. Dạ. Nếu mà chị đi được cố gắng được thì như vậy đến điểm đó thì chị bắt xe về là nó hợp lý nhất. Chị những sức thì không về là nó sẽ bị chụp lúc. Dạ. Hôm nay nó chụp lúc hai đầu luôn. Cái tầm này thì đi một nữa hơn buổi sáng thì nhé. Tầm này thì đi một đỡ hơn. Tầm này thì đi là đỡ hơn buổi sáng. Chị đi vào tầm 9-10 giờ sáng nắng chịu không nổi. Tầm này giờ nó nhưng mà trời mà mưa này. Quảng Bình là nó cũng thất thường đấy, nắng mưa.